Alo, tenga chung đó xin nhớ đi bên này. Đây, hello bạn nhá. Alo, alo. Bạn nghe này anh nói chưa nhỉ? Hello, hello. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau sửa cái đề số 4 nhá, đề ôn thi giữa học kỳ 1 hoặc 12 cho bạn nhá. Hello tất cả bạn học sinh ạ. Các bạn đã nghe thấy anh nói chưa nhỉ? Mic miếc ok chưa bạn ơi? Mic miếc hình ảnh ok chưa? Các bạn thả tim giúp anh được không nào? Hello, hello. Ai chà chà, suy thì ta chưa đóng cái cúc này. Check ok hết chưa bạn? Được chưa nào, được chưa nào? Thả tim nào, thả tim nào. Hôm nay thì mình sẽ làm cái đề số 4 nhá. Thì buổi trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh up lên cho bạn cái đề mấy nhỉ? Anh up thêm cho bạn 4 đề nhá. Bạn nào mà chưa có file đề thì bạn có thể vào group ở trên phở bò nhá. Bạn vào group ở trên phở bò để lấy file đề nhá, 4 cái đề mới. Đấy, 4 đề mới. Tuần sau thì anh sẽ có thông báo lịch live cho bạn. Tuần sau anh sẽ có thông báo lịch live và mình sẽ live vào cả một tuần sau luôn nhá, 4 đề. Ok chưa nhỉ? Đâu hết rồi ạ? À? Bạn đâu hết rồi? Bạn nghe là anh nói rõ chưa? Hello, hello. Không thấy comment gì nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi? Nghe hả? Các bạn đã làm cái đề số 4 này chưa? Đề số 4 làm chưa nào? Hai phải sẵn sàng rồi à? Ok. Đây anh à, sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng các bạn comment cho anh số 1 phát xem nào. Các bạn sẵn sàng chưa? Đâu rồi nhanh nào tốc độ nào. Hôm nay mình chỉ có khoảng tầm mình sẽ giải nhanh nhanh một chút ha. Giải nhanh chút ha. Đây nhớ chưa, các bạn lưu ý này, có nhá, hôm nay anh mới up cho bạn 4 đề nhá. Bạn nào mà chưa có file đề thì bạn có thể vào group ở trên phở bò nhá, được chưa? Vào group trên phở bò inbox cho anh thì anh sẽ nhắn cho bạn cái file 4 đề, các bạn photo ra, bạn chịu khó làm trước, và tối anh sẽ live sửa cho bạn vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tuần sau nhá. Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật nhé. Đấy, lịch live của mình sẽ là như thế ạ. Ok chưa? Rồi, câu hỏi số 1 nào. Câu hỏi số 1 người ta hỏi các bạn đây là gì ạ? Câu hỏi số 1 người ta hỏi các bạn đây là gì ạ? Câu một số liên kết peptide trong phân tử này. Đố bạn xác định được ạ. Có bao nhiêu liên kết peptide ở trong này các bạn ơi? Bao nhiêu liên kết peptide nhỉ? Bao nhiêu liên kết peptide, bạn nhìn giúp thầy xem nào. Ở đây bạn lưu ý một điều nhé. Giúp anh này. Ở đây các bạn thấy mấy cái nối không ạ? Một nối, hai nối, ba nối thì sẽ có là ba liên kết peptide. Được chưa? Comment nha. Câu hỏi số 2 nào, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất trong tất cả thằng này này thì nó sẽ có là gì ạ? Ester sẽ là thấp nhất. Đầu tiên bạn sẽ có là axit nhá. Tiếp theo bạn sẽ có là gì ạ? Alcohol. Alcohol. Và cuối cùng bạn sẽ có là gì nhỉ? Cuối cùng bạn sẽ có là ester. Được chưa? Khoanh luôn ở đây giúp anh, đó chính là gì? Ester đây cuối. Câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3 nào. Trạng thái chất nào sau đây khác so với các chất còn lại, đố bạn biết ạ? Câu hỏi số 3, trạng thái chất nào sau đây khác so với các chất còn lại nhá? Khác so với các chất còn lại nhá. Ở đây như anh chết rồi, sao lại tăng nhầm à? Khác so với các chất còn lại các bạn nhá. Khác so với các chất còn lại nhá, đó chính là gì nhỉ? Đáp án đúng của mình ở đây là đáp án C, bạn lưu ý giúp anh này. Đáp án C nhá. Các biết lý do tại sao không ạ? Glycerol của bạn ấy nó là alcohol, nó là chất lỏng, được chưa? Triolein của bạn cũng là chất lỏng, giấm ăn cũng là chất lỏng. Riêng methinamine ấy nó ở trạng thái là gì ạ? Nó ở trạng thái khí. Nó khác so với ba thằng còn lại ha. Câu hỏi số 4 nào, cholesterol của bạn là chất béo no ở trạng thái rắn này.
Công thức của G-Stearin thấy rất là dễ thôi, đó chính là C17H35 nhá. Đó chính là gì ạ? B ạ. Câu hỏi số 5 là amino acid nào sau đây có phân tử khối là lớn nhất đúng không? Trong chương trình học của bạn ấy thì bạn học về 5 loại amino acid thì bạn nhớ giúp anh phân tử khối luôn nhá. Ví dụ như glycine này, phân tử khối là 75 này, alanine là 89 này, valine là 110 mấy ạ, 117, lysine là 146 ạ. Được chưa? Chọn luôn đây cuối nhá. Chọn luôn đi cuối nhá. Câu hỏi số 6 nào, cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? Có biết không ạ? Cặp chất nào sau đây là không phải là đồng phân? Vậy thì đây nhá, là gì? Là gì biết không? Đó chính là A. Bạn lưu ý giúp anh một điều như sau này. Lưu ý giúp anh một điều này, câu 6 là rất nhiều bạn sẽ sai này này. Ở đây bạn lưu ý một điều là tinh bột của bạn là C6H10O5N lần đúng không? Cellulose của bạn cũng vậy, nó cũng là C6H10O5N lần. Tuy nhiên phải nhớ một điều như này. N của tinh bột ấy nó nhỏ hơn rất nhiều so với N của cellulose, mặc dù đều ký hiệu là N nhé. Đấy, nó nhỏ hơn rất nhiều vì chắc chắn phân tử khối của nó sẽ khác đi rồi và nó không thể là đồng phân được, hiểu chưa? Đó câu 6 ạ. Câu hỏi số 7 nào, dãy chỉ chứa những amino acid mà dung dịch không làm đổi màu quỳ tím nào. Câu hỏi số 7 các bạn chọn gì nào? Ôi rồi các bạn đâu hết rồi, đầu buổi đông đông chút rồi các bạn ấy đâu hết rồi ạ. Đây thầy xong đỡ cái đã, bạn comment đi câu 7 các bạn chọn gì. Bảy chọn gì ạ? Bảy chọn gì nhỉ? Bảy rõ ràng rồi, ở đây sẽ là gì nhỉ? Bảy đây là gì ạ? Rõ ràng là A, rất đơn giản thôi, bạn để ý giúp giúp anh như sau này. Các bạn sẽ có là 5 amino acid, nhớ nhá, mình có 5 amino acid thì mình sẽ có ba cái thằng đầu tiên này này thì nó sẽ không làm đổi màu quỳ, được chưa? Lý do là vì nó có một nhóm chức NH2 và một nhóm chức COH. Sang cái thằng thứ tư ấy là cái thằng lysine. Lysine thì có hai nhóm NH2 và có một chức của axit thôi, dẫn đến thằng này sẽ làm xanh quỳ tím ẩm. Và cái thằng cuối cùng đó là cái thằng glutamic acid thì thằng này nó sẽ làm hồng quỳ tím ạ. Đấy, nhớ nhá, chỉ có hai thằng này đặc biệt thôi, còn ba thằng còn lại đều gì ạ? Không làm đổi màu quỳ. Câu hỏi số 8 rồi. Em làm miếng nước đã rồi comment à. Ok. Uống nước liên tục đúng không? Câu hỏi số 8 rồi. Tên gọi của ester đây là gì nào? Đây thì rất đơn giản thôi, các bạn hình dung là gì ạ? Các bạn cứ đọc cái đuôi trước này, xong rồi đọc cái đầu sau. Ở đây cái đuôi nhá, nó có một cái nhánh ạ. Cái nhánh thì cứ đọc là iso thôi. Để cho isopropyl acetate, câu hỏi số 8 chọn B. Câu hỏi số 9 nào, dung dịch này tác dụng với là cái gì ạ? Dung dịch này của bạn đó chính là một chi peptide. Được chưa? Peptide thì nó sẽ có phản ứng thủy phân môi trường axit và môi trường bazơ. Được chưa? Chọn A. Câu hỏi số 10 nào, từ dầu thực vật nhá, chất béo lỏng của bạn làm thế nào để có được bơ này? Bơ của bạn là gì ạ? Bơ là chất béo rắn nhá. Bơ là chất béo rắn, có nghĩa là đang từ lỏng này mà mục tiêu mình thu được là gì ạ? Thu được rắn ạ. Các bạn làm gì ạ? Các bạn làm gì ạ? Các bạn hình dung một điều là chất béo lỏng ấy là chất béo gì? Chất béo không no. Chất béo rắn của mình ấy là chất béo no. Được chưa? Vậy thì từ không no sang no thì mình làm gì ạ? Mình làm hydro hóa thôi. Được chưa? Có nghĩa là cộng H2 các bạn. Hydro hóa là cộng H2 nhá. Để hydro hóa thì là sao ạ? Tách H2 ạ. Trừ H2. Thay là cộng H2. Câu hỏi số 11 nào, số nguyên tử hydro ở trong gì ạ? Phân tử glutamic acid. Có nhớ không ạ? Công thức phân tử của glutamic acid như sau này. C4 ạ, à C5 chứ quên, C5 C5. C5H mấy ạ? Đố biết nào. C5H mấy biết không? C5H9 nhá, C5H9O4 nitơ. Đấy, C5H9O4 nitơ. Được chưa? Chọn đi cuối nhá. Chọn đi cuối nhá. Câu hỏi số 12 là polymer nào sau đây có cấu trúc mạch không phân nhánh à? À, câu này phải là phân nhánh chứ. Câu này phải là đúng không? Câu 12 các bạn chọn gì ạ? Câu này nó phải gọi là phân nhánh đấy nhá, không phải là không đâu. Sorry các bạn nha. Rồi, phân nhánh amylopectin là phân nhánh thôi, chứ còn amylose, cellulose hay là polyethylene ấy thì nó đều không phân nhánh nha. 12 phải là A nhá. Bạn sửa lại đề giúp anh một chút ạ. Sửa lại đề đi. Nhớ là không nhá. Ok chưa nào? Được chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn câu hỏi số 12 chưa? 13 nhá. 13 bạn sẽ có là gì ạ? Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có chứa liên kết peptide thì rất là dễ thôi, chắc chắn sẽ là gì ạ? Protein rồi. Các bạn lưu ý một điều này, peptide ấy là cái liên kết CONH. Nhưng mà phải nhớ một điều là liên kết CONH của gì ạ? Của alpha amino acid. Của alpha amino acid, nhớ cái chữ alpha nhá. Nếu như không phải alpha thì là không đúng đâu ạ. Câu hỏi số 14 thì sao ạ? X của bạn là một loại thức ăn chính của con người này, là nguyên liệu để sản xuất glucose cũng như là alcohol ethylic. Để chưa ạ? Vậy thì X của bạn là gì? X là cái gì mà tạo ra glucose và tạo ra gì ạ? Alcohol ạ. Đó chính là tinh bột nhá. Nhìn phương trình này, tinh bột này. Được chưa? Thủy phân thì tạo cho bạn là glucose. Và glucose thì sẽ gì ạ?
tạo ra cho bạn là gì ạ? Lên men thì tạo ra cho bạn là alcohol C2H5OH nha. Nhớ cái sơ đồ phản ứng như vậy ạ. Câu hỏi số 15 là hợp chất nào sau đây là dipeptide? Thì nhớ một điều là từ địa peptide phải là liên kết CONH của alpha amino acid. Cho nên đây mình sẽ phân tích này. Với cái thằng đầu tiên, các bạn để ý nha, các bạn tách CONH ra. Thì đây các bạn sẽ thấy là gì? Đây có một gốc và đây có một gốc, hai gốc. Hai gốc thì có đúng là đi không ạ? Hai gốc có đúng là đi không ạ? Tuy nhiên đấy các bạn sẽ nhìn thấy một điều này, cái chất đầu tiên này, thằng này không phải alpha. Thằng này không phải alpha amino acid. Được chưa? Cho nên không đúng đâu nhá. Đáp án đúng của mình đây phải là đáp án D. Lý do vì sao ạ? Bạn tách đây ra. Đây là gì ạ? Đây chính là glycine. Còn đây là gì ạ? Đây là gì? Đây là ala. Có đúng là hai alpha amino acid của mình không? Chắc chắn một điều nó sẽ là gì ạ? Là dipeptide rồi. Ok chưa nhỉ? Câu hỏi số 16 ạ, một câu hỏi tính toán ạ. Ở đây bạn sẽ có là điều chế alcohol ethylic từ 1 tấn tinh bột nhá. Thì bạn lưu ý này. Bắt đầu là tinh bột đúng không? Tinh bột là C6H10O5. Trong này mình có là gì ạ? Mình có 5% là tạp chất trơ, có nghĩa là mình có 95% đó chính là phần nguyên chất. Vậy thì đây các bạn sẽ lấy là 1 tấn là bằng 1.000 kg. Các bạn nhân với mấy ạ? 95%. Được chưa? Có khối lượng đúng không? Sau khi có khối lượng thì bạn chỉ cần chia phân tử khối thì bạn ra số mol này, chia cho 162 thì bạn ra số mol. Tiếp tục bạn sẽ có là gì ạ? Thằng này khi mà thủy phân rồi lên men ấy, nó sẽ thu được cho bạn là hai alcohol. Đấy, hai alcohol. Điền ở đây là 85% vào các bạn. Điền 85% vào. Rất nhiều bạn không biết cách xử lý liên quan hiệu suất này. Các bạn để ý này, rất nhiều bạn sẽ không biết cách xử lý cái hiệu suất lúc nào thì nhân, lúc nào thì chia. Thì nhớ giúp anh nhé, thuận chiều phản ứng nghĩa là gì ạ? Từ trái mà sang phải thì sẽ là nhân hiệu suất, còn từ phải mà sang trái thì bạn sẽ chia hiệu suất. Đơn giản vậy thôi ạ. Đây bạn sẽ lấy là gì? 1.000 nhá. Nhân với 95% này. Để chia cho 162 này, đây là số mol của tinh bột đúng không? Thuận chiều phản ứng thì là nhân với 85%. Được chưa? Nhân với hệ số cân bằng là 2 nữa là được này, mol ạ. Được chưa? Lấy mol này bạn nhân phân tử khối thì bạn ra khối lượng thôi. Đấy, bạn nào comment cho anh đáp án 16 đáp án gì nào? Go go à? 16 bạn chọn gì ạ? Comment phát xem nào. Để anh đỡ phải bấm nào. Lê Quang Minh à? Ok, hello em. Mình 2K6 đúng không? Đây. Để chờ ổn áp chưa bạn ơi? Đấy, lâu lâu lắm anh gặp phải 16A chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa nào? Chọn luôn nhá. Chọn A, cái này dễ quá, anh viết hết cho bạn rồi, chỉ việc bấm thôi đấy ạ. Câu hỏi số 17 nào, thủy phân saccharose thu được hai loại mono thì nghe này. Thủy phân saccharose thu được glu và fructose. Được chưa? Một trong hai này sẽ là glu hoặc là fructose. Nhớ một điều là cái chất X có trong máu và có nồng độ là 0,1% là gì ạ? X là gì ạ? Chắc chắn là glu rồi. Có trong máu phải là glu. Vậy thì Y của bạn nó chính là fructose thôi ạ. Y của bạn chính là fructose thôi ạ. Y của bạn bị thủy phân trong môi trường kiềm, cái này là sai nhá, không thủy phân được ạ. X của bạn không tham gia phản ứng tráng bạc, cái này là sai ạ. X có phân tử khối là bằng 180 chuẩn luôn ạ. Hai thằng này đều có phân tử khối bằng 180 cả. Nhỉ? 17 chọn C. Câu hỏi số 18 là ở đây các bạn sẽ có là gì? Để trung hòa 25 gam dung dịch này. Các bạn có biết là gam dung dịch không ạ? Amin đơn trước X nhá. Nồng độ ở đây là 12,4%. Các bạn lưu ý một điều, đây là một công thức về C%. C% thì bằng gì ạ? Bằng M chất tan chia M dung dịch. Đấy. Từ đây sẽ suy ra là gì? M của amin. M amin bằng gì ạ? Bằng 25 gam dung dịch này. Các bạn nhân với C% này, 12,4% này. Ok chưa? Tiếp tục bạn sẽ có là gì? Amin này của bạn là amin đơn trước. Amin đơn trước dẫn đến một điều là số mol của amin ấy. Nó chính là bằng gì ạ? Bằng số mol của HCl. Được chưa? Từ đây mình sẽ suy ra là gì ạ? Phân tử khối của amin chính là bằng khối lượng. Đấy, mình chia cho số mol. Tính xem nào. Tính xem nào. Khối lượng chia số mol thôi. 25 nhân 12,4% nhá. Ở đây bạn sẽ được là 3,1 gam. 3,1 gam mà chia số mol bao nhiêu? Số mol ở đây là bằng 0,1 đúng không ạ? Vậy thì đây sẽ là bằng 31. Mà 31 là thằng nào bạn nhỉ? 31 của bạn đó chính là CH3 nitơ và đó chính là CH5. À quên, CH3NH2 chứ. Nhầm nhầm. CH3NH2. Thì viết gọn lại của bạn đó chính là gì ạ? CH5 nitơ. Được chưa? Hiểu chưa? Đó chính là 18 câu hỏi đầu tiên nhá. 18 câu hỏi đầu tiên trắc nghiệm ABCD ạ. 18 câu đầu tiên trắc nghiệm ABCD nhé. Hiểu hết chưa? Dễ đúng không ạ? Nhớ nhé, xong tuần sau anh sẽ tiếp tục like cho bạn thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật nhé. File đề thì có file đề sẽ được up ở trên group, các bạn vào group ở trên phở bò ấy. Tài liệu ở trên phở bò bạn search là lò CDC là sẽ ra, hoặc lò điện thi hóa nhé. Thì nó sẽ ra cho bạn. Bạn chịu khó photo file đề ra. Anh sẽ sửa cho bạn 4 buổi luôn. Ok chưa? Xong xuôi, xong phần tiếp theo nào.
Phần tiếp theo của mình ở đây là gì? Bây giờ mình sẽ đến với một số câu hỏi về gì nhỉ? Một số câu hỏi về trắc nghiệm đúng sai đúng không? Trắc nghiệm đúng sai. Xem ở đây nó có những cái gì nhá. Với câu hỏi đầu tiên này, ở đây người ta cho bạn là gì ạ? Rất nhiều các kiến thức liên quan đến lý thuyết, tuy nhiên các bạn không quan tâm lắm đâu. Các bạn chỉ cần nhìn vào cái hình vẽ này. Và bây giờ mình sẽ phân tích xem là trong cái hình vẽ này ấy, công thức phân tử của nó là gì, nó có bao nhiêu liên kết pi, số nhóm amin và số nhóm hydroxin. Được chưa? Một số cái thông tin như thế này ha. File ở phở bò em nhé, vào group trên phở bò nhé, search lò luyện tiêu hóa là ra. Lên phở bò em search lò luyện tiêu hóa học nhé. Lò luyện tiêu hóa nhé. Đấy, lên đấy search là sẽ ra nhé. Vào đây mà tìm. Ok chưa bạn? Video giải có app không? Có app em nhé, có app nhé. Video giải anh có app em. Bạn nào hôm nào mà các bạn bận ấy, các bạn đi học hoặc là các bạn quên không xem, bạn có thể hoàn toàn có thể xem lại ha. Còn khuyến khích các bạn là vào xem live luôn cho nó đông vui. Rồi, câu đầu tiên nhá, người ta yêu cầu bạn là gì ạ? Xác định công thức phân tử đúng không? Thì ở đây các bạn phải đếm cho nó chuẩn này. Ở đây bạn lưu ý đây OH OH rồi, ở đây có một C này. Ở đây là gì ạ? Cái này là cái vòng benzen đúng không? Ở đây nó sẽ là C6 ạ. Trong này có bao nhiêu ạ? Bình thường là C6H6, tuy nhiên đây nó có ba cái nhánh rồi, nó sẽ còn ba hydro thôi. C6H3. Ở đây là gì ạ? Ở đây là CH này. Em viết rõ cho luôn cho bạn nhá. Đây là CH này. Đây là gì ạ? Đây là C, đây là CH3, CH3, CH3. Vậy thì đếm xem nào, nhìn xem ạ. Một đếm C thôi nhá. Ở đây các bạn đếm xem bao nhiêu C nào. 6 7 này. 8 9 này, 10 này. 10 cộng với 3 là 13 đúng không? Ở đây các bạn để ý này, C là C13. Vậy thì ở đây các bạn hình dung như sau này, số nguyên tử hydro rất dễ luôn, lấy 2N nhá. Cộng 2 này, cộng với số nguyên tử nitơ này, cộng T này, trừ đi 2K thôi. Đấy, đếm xem ạ. Số nguyên tử carbon của bạn là bằng 13 đúng không? 2 nhân với 13 cộng 2 cộng với số nitơ là bằng 1 trừ đi 2 nhân 4. Ok. Ở đây bạn được 21 chuẩn rồi. 21 chuẩn rồi. Có 3 nguyên tử oxy ở một nguyên tử nitơ, vậy thì phát biểu đầu tiên là phát biểu đúng ạ. Bao oxy ở một nitơ? Được chưa nhỉ? Bao oxy ở một nitơ nhá. Chuyên hóa Nguyễn Đình Chiểu ạ. Ok, hello em. Được chưa? Đếm ra được cái này chưa? Các bạn sẽ xác định dựa vào cái mạch này, các bạn xác định số C, số H, số O thôi. Đơn giản. Ý B thì sao? Các bạn nhìn ý B nào. Ý B ở đây thì sao? Người ta bảo là cái thằng này của bạn này có 3 liên kết pi đúng không ạ? Chuẩn luôn. Có 3 liên kết pi, nó có 3 pi ở trong vòng này, các bạn thấy nối đôi đây không ạ? Đấy, đây cái ký hiệu nối đôi đấy nhá. Đấy, thấy 3 pi đấy chưa? Một pi của vòng thì mình không xét đâu nhá. Pi của vòng thì mình không xét đâu nhá. Độ bất bão hòa thì mình mới xét cái pi của vòng. Sabutamol của bạn này có chứa một nhóm amin và một nhóm hydroxin, thì bạn để ý số đây giúp anh này, đây chính là nhóm của gì ạ? Đây chính là nhóm trước của amin này. Còn người ta bảo là gì ạ? Có một nhóm của hydroxin, thì mình nhìn giúp anh nhá, ở đây có một nhóm của hydroxin và đây là nhóm số 2 ạ. Đây là nhóm số 2. Rất nhiều bạn lại bảo ba ba ở đâu ra mà ba ba ở đâu ra, ba cái đầu ba ở đâu ra đúng không? Ba ở đâu ra hả? Ba ở đâu ra các bạn, đúng không ạ? Đây, các bạn biết cái này là gì không? Đây, thầy hỏi các bạn xem nào. Đây là OH. OH này là gì ạ? Các bạn thấy cái OH xanh xanh này không? OH xanh xanh thầy ghi cho bạn đây không? À, OH xanh xanh này là gì? Em chuẩn bị thi học sinh giỏi à? Nên học trọng tâm gì hả? Ôi trời ơi. Bạn thi học sinh giỏi thì nó... Học sinh giỏi gần như là... gần như là bạn phải học hết đấy chứ chả, chả anh chả thấy được gọi là trọng tâm phần nào. Bạn này flex à? Bạn này chỉ vào đây gọi là... Flex à? Đừng có vào đây thể hiện nhá. Là gì là gì? Chuẩn không? Là gì ạ? OH xanh xanh này, để ý này. Cái OH xanh xanh này đó chính là phenol ạ. À. Nghe nhá. Nghe này, không nhiều bạn không biết phân biệt được cái này. OH các bạn lưu ý một điều nhá. OH mà đính vào vòng benzen ấy thì nó là OH của phenol. Còn đây các bạn đấy là OH ở đây này, đính vào CH2, đó là một cái hydrocarbon thì nó là alcohol. Đấy, đây là alcohol nhá. Đây là alcohol. Được chưa? Đây là alcohol. Đấy. Được chưa? Thế cho nên đây là một nhóm alcohol là sai rồi. Ok, tích sai nhá. Flex rồi à? Kệ thôi. Kệ thôi. Ý đây thì sao nào? Ý đây thì sao nào? Cái thằng này của bạn là nguyên liệu để gì ạ? Để làm thuốc chuẩn nhá. Chuẩn nhá. Chuẩn chuẩn chuẩn. Ester bạn rất hay được dùng để làm thuốc nhá.
nó thuộc thuốc trị đờm phế quản này, hay là một số loại thuốc ví dụ là paracetamol này, đấy, thuốc đau đầu các kiểu ấy rất nhiều. Em thấy bình thường có đâu mà flex đúng không? Đặt cái tên là thấy căng rồi. Ok, cứ khiêm tốn mà học. Ghét nhất mấy cái đứa thể hiện. Câu hỏi số 2 nhá. Không, được chưa? Cứ khiêm tốn là tốt rồi. Được chưa? Câu hỏi số 2 xem nào. Câu hỏi số 2 nào, cho các phát biểu sau phát biểu đúng sai nhá. Đấy bạn sẽ thấy là gì? Ý A của bạn này. Đố bạn biết ý A đúng hay sai nào? Ý A của bạn là trong điều kiện tích hợp acetylen và glucose của bạn ấy đều tham gia phản ứng tráng gương. Đúng hay sai ạ? Acetylen là gì? C2H2. Thằng này có một cái nối ba đầu mạch này. Nhớ này. Thằng này có một cái nối ba đầu mạch nhá. Để chưa? Glucose của bạn là gì ạ? C6H12O6 thì quá rõ rồi. Khỏi phân tích ạ. Cái ý này đúng hay sai thì bạn lưu ý giúp anh một điều này. Hai cái thằng này nhá. Nghe này. Hai thằng này đều có khả năng tham gia phản ứng cộng AgNO3. Để cho hai thằng này đều có khả năng tham gia phản ứng cộng AgNO3. Tuy nhiên cái thằng này ấy sẽ tạo cho bạn kết tủa CAG, CAG. Được chưa? Còn riêng glucose ấy, tạo ra kết tủa bạc. Thì lưu ý một điều, chỉ có thằng này mới được gọi là tráng bạc thôi. Thằng này mới gọi là phản ứng tráng bạc thôi này, còn phản ứng trên không phải phản ứng tráng bạc đâu. Nghe chưa? Sai ạ. Cái số 2 ý B này, ý B hôm trước dạy chưa? Mới buổi hôm qua hôm kia chứ đâu đúng không? Dạy cho bạn đếm số nguyên tử oxy như nào, các bạn đếm giúp thầy xem nào. Ý B là phân tử này có 6 nguyên tử oxy đúng hay sai ạ? Dạy cho đếm chưa? Các bạn cứ đếm gì ạ? Các bạn cứ tách ra từng gốc và các bạn đếm lại để cho các bạn cộng hết lại. Sau đó bạn sẽ trừ đi số liên kết peptide thôi. Chuẩn chưa? Ở đấy bạn để ý này, glu của bạn ấy có hai chức của axit dẫn đến nó có bốn oxy. Ala thì có một chức thôi, có hai oxy. Valin một chức hai oxy, cộng tổng lại thì bạn sẽ có 8 oxy. 8 oxy trừ đi hai liên kết peptide thì còn 6. Quá chuẩn. Đấy. Sáu là quá chuẩn đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Khi mà tham gia phản ứng tráng bạc, glu của bạn bị oxy hóa thành là gì? Ammoni gluconate, chuẩn luôn. Cái này ông trưởng mới phân tích rồi. Amlopectin có trong tinh một thì là gì ạ? Cấu trúc phân nhánh chính xác. Đấy. Chính xác không? Anh giảng hay quá. Ôi giời ơi. Quá hay không? Hay các bạn phải thả tim thầy chứ. Bạn lười thả tim ấy. Chịu khó thả thầy vài quả tim đi cho nó tương tác nó cao cao chút xem nào. Xe đâu? Các ông các bà chả thấy xe luôn. Mỗi đứa phải vào cái group ấy, các lớp trưởng đâu, lớp trưởng bí thư lớp phó học tập đâu, share like cho thầy. Cái gì đúng chưa? Đấy, chuyên hóa Nguyễn Đình Chiểu đấy, chuyên hóa Nguyễn Đình Chiểu mà đi share like cho anh thì khả năng view nó có tăng này là chắc rồi đúng không ạ? Xem mạnh mà. Câu hỏi số 3 này. Câu hỏi số 3 ở đây bạn sẽ có là gì ạ? Bước số 1 nhá, các bạn sẽ cho CuSCO4 vào NaOH. Thu được gì? Thu được CuOH tất cả hai lần. Nhớ giúp anh ở đây, đó chính là một cái kết tủa có màu gì ạ? Màu xanh, được chưa? Kết tủa có màu xanh. Tiếp theo này, các bạn sẽ lắc nhẹ gạn lớp dung dịch để giữ lấy kết tủa, có nghĩa là mình sẽ giữ lấy cái kết tủa này này. Sau đó thì mình sẽ cho lòng trắng trứng vào. Lòng trắng trứng thì nhớ là gì ạ? Lòng trắng trứng là dung dịch protein. Được chưa? Chứ đừng có hình dung cái quả trứng gà. Được chưa? Dung dịch protein nhá. Dung dịch protein ấy tác dụng với CO tất cả lần thì tạo ra cho bạn là gì ạ? Đây là phản ứng màu bure. Bure. Được chưa? Và phản ứng có một cái hiện tượng đó chính là tạo ra một cái màu tím. Ok. Ý A này. Phản ứng xảy ra ở bước 3 gọi là phản ứng màu bure, chuẩn luôn. Ở bước 1 nhá, xảy ra phản ứng trao đổi, chuẩn không ạ? Tạo thành kết tủa màu xanh, đúng luôn. Tiếp theo là có thể dùng dung dịch cái gì ạ? Có thể dùng phản ứng bure để phân biệt cho bạn đó chính là peptide. Thằng này là dipeptide, không có phản ứng màu bure. Thằng này là chi peptide thì là có, thằng này màu tím này. Thằng này gì ạ? Thằng này không phản ứng này. Hiểu chưa? Thế cho nên phân biệt ở đây cũng hoàn toàn chính xác rồi. Sang cái ý D này, có thể thay thế CO2 cộng ở đây, CuSCO4. Có nghĩa là tương ứng kết tủa CuH tất cả hai lần, đúng không? Các bạn hình dung là dùng CuSCO4 ấy, mục tiêu là thu được là CuH tất cả hai lần. Còn khi bạn dùng FeSCO4 ấy, nó sẽ thu được cho bạn là FeOH tất cả hai lần. Hai thằng này không liên quan. Được chưa? Không dùng được, không thế được nhá. Cái gì? Anh biết anh khoai cay không? Anh kêu ảnh kêu anh dạy hay à? Anh khoai cay là anh nào? Khoai cay là ông nào? Khoai cay. Câu hỏi số 4 nào. Số 4 nhá.
Số 4 bạn sẽ có là gì ạ? Trong dung dịch glucose chỉ tồn tại mạch gì ạ? Mạch mạch gì? Mạch gì? Mạch vòng. Ở đâu? Ý B nào? Ý B nào, glucose của bạn và fructose đều làm gì ạ? Đều làm mất màu brom. Chuẩn chưa? Chuẩn, chuẩn quá rồi còn gì nữa. Tiếp theo là saccharose, tinh bột đều bị thủy phân trong môi trường axit. Quá chuẩn. Cellulose tan trong nước Schweizer tạo ra polymer dùng để sản xuất tơ visco. Cái này là sai các bạn nhá. Cái này là sai nhá. Sai nhá. Cái gì? Cái gì? Em stock ông đó biết này. À thế à? Ông đó là ông nào ta? Không biết. Ông nào? Ông nào? Các bạn tang vào đây, tang vào đây xem nào. Ông khoai tây á? Đâu? À ừ nhỉ. Sao nhỉ? Anh đọc nhầm các bạn, anh đọc nhầm, anh đọc nhầm. Ôi trời ơi. Ngốc nghếch quá. Trừ mất 0,5 điểm rồi. Ok. Nãy các bạn biết anh đọc kiểu gì không? Ê trời. Anh ấy đang hình dung trong đầu ấy, đó chính là glue và fructose gì ạ? À, ý là phân biệt hai thằng này bằng brom hay sao ấy? Anh đang tưởng tượng là phân biệt hai thằng này brom, tại vì là thằng này thì làm mất màu này, thằng này thì làm mất màu này, đúng không? Còn thằng này thì không này, cái này rõ ràng ai chả biết, nhưng mà anh đang hình dung nó là gì nhỉ? Dùng để phân biệt. Này, trong khi người ta có bảo là dùng để phân biệt đâu, người ta bảo là đều làm mất màu brom này, trời. Sai nhá. Sorry các bạn ơi, trời ơi. Anh giáp vội quá à? Thế à? Ok. Được, được, được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi bây giờ mình sẽ còn một phần nữa các bạn nhá. Bây giờ mình còn một phần nữa các tình yêu nhá. Các tình yêu. Check phản xạ các bạn thôi à? Đúng rồi, check phản xạ các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ đến với cái phần số 3 này. Phần số 3 của bạn đó chính là câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn nha. Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Bây giờ mình sẽ làm ha. Cái gì? Câu D, cái nào mới tạo visco á? Đây, visco nó sẽ được tạo bằng cách, các bạn biết đã tạo bằng cách nào? Ôi, trời ơi, bạn học với thầy rồi đúng không ạ? Học với thầy rồi mà không nhớ được cái này nữa thì visco điều chế bằng cách nào nhỉ? Visco là liên quan đến phần tơ bạn. Visco được điều chế bằng cách cho cellulose C6H10O5N lần. Được chưa? Cellulose tác dụng với gì ạ? CS2 trong môi trường kiềm. Được chưa? Trong môi trường bazơ ạ. Đấy. Visco được điều chế bằng cách là cho cellulose tác dụng với CS2 trong môi trường kiềm nhá. Chuẩn nhá. Sang phần số 3 lớn nào, câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn, các bạn sẽ có 6 câu hỏi nhá. Biết mô típ thi chưa? Các đề thi của thầy nhá thì yên tâm nó sẽ có mô típ thi cho bạn luôn, 18 câu hỏi trắc nghiệm ABCD, 4 câu hỏi đúng sai và các bạn sẽ có 6 câu hỏi điền đáp án này chưa ạ? Đấy, rất chuẩn mô típ thi đấy ạ. Ôi rồi ôi à. Vừa đi bộ về thôi không sao, vừa đi bộ về học đi. Nào nào nào, có 6 câu nữa nào. Vụt nốt 6 câu này thì ta nghỉ nhá. Câu hỏi số 1 nào, dạng câu hỏi số 1 là dạng câu hỏi về sơ đồ chuyển hóa, dạng này cũng là một cái dạng vận dụng cao đây này, vận dụng cao đây này. Tuy nhiên thì cũng không khó lắm đâu. Các bạn để ý một điều nhá, đây có hai oxy đúng không ạ? Thầy no đơn trước rồi. Thằng đúng không? Phân tích này. Thằng này các bạn nhìn là các bạn biết rồi. CnH2NO2 thằng này là gì ạ? No đơn trước. No đơn. Thằng này thì sao nhỉ? CnH2N cộng à không, CnH2N trừ trừ mấy ạ? Trừ 6 đúng không? Trừ mấy nhỉ? Trừ 4 chứ nhỉ? CnH2N trừ 4. Đây. Thì thằng này sẽ là gì ạ? Thằng này là no 3 trước. Nhìn là mình biết rồi. No 3 trước. Rồi bây giờ dựa vào cái điều đấy nhé, mình sẽ phân tích các phương trình phản ứng của nó này. Các bạn để ý giúp anh một điều nhỉ. Cái thằng E này của bạn ấy, nhìn này, nghe này. Cái thằng E của bạn có hai đồng phân, một là gì ạ? Đồng phân của ester và hai các bạn sẽ có một cái đồng phân đó chính là đồng phân của axit, chuẩn chưa? Các bạn có hai đồng phân. Nhưng bạn lưu ý một điều này, nếu như các bạn xác định E của bạn là axit ấy thì sản phẩm thu được của bạn là gì ạ? Chắc chắn sẽ có nước. Mà nước thì là vô cơ. Được chưa? Nước là hợp chất vô cơ. Người ta yêu cầu bạn là gì? X, Y, Z, T đều phải là hợp chất hữu cơ. Cho nên đây các bạn không được phép xác định là axit đâu nhá. Bắt buộc phải chọn là ester. Hiểu chưa? Bắt buộc phải chọn ester. Vụt luôn nào, ester nào. Ester đây rồi đúng không? Thằng này là ester thì sản phẩm sẽ thu được cho bạn đó chính là HCONA. Là muối ạ, cộng với CH3OH. Đây là một alcohol. Phương trình số 2 nào, F của bạn tác dụng với NaOH. Các bạn nhìn này, F tác dụng với NaOH cũng tạo ra cái muối và cái alcohol y chang như vậy. Ngoài ra có thêm một thằng Z nữa. Vậy thì theo bạn, F của bạn là gì ạ? F của bạn là gì ạ? Cái này các bạn phải biết cơ là dạng tổng quát của nó cơ. Các bạn lưu ý này, cái thằng ba trước này này nó có thể là ester ba trước giống như kiểu là
Giống như kiểu là chất béo ấy ạ. Tuy nhiên thằng này không phải. Để cho thằng này không phải. Thằng này thì nó sẽ là ester dạng nối tiếp các bạn nhá. Đây, công thức của nó như sau này. Muốn thu được cái muối HCONA thì bắt buộc sẽ phải có gốc HCO rồi ạ. Các bạn nghe này. Muốn tạo ra X và Y đúng không? X là HCONA, bắt buộc phải có gốc HCO. Được chưa? Sản phẩm muốn có uncle này, nghe này. Sản phẩm muốn có uncle thì chắc chắn phải có một cái chất là gì ạ? COCH3. Tại vì sao ạ? Tại vì nó thủy phân thì mới ra alcohol được chứ. Vậy thì bây giờ các bạn hình dung là gì ạ? Phần còn lại nhá. Phần còn lại các bạn nhét hết vào giữa giúp anh. Được chưa? Đây có 6C này, mất mất bao nhiêu? Mất mất 3C rồi. Ở đây mới có hai chức đúng không? Các bạn còn một chức thì bạn nhét vào đây, một chức vào. Ở đây có 6C đúng không? 1C, 2C, 3C, 4C. 6 mà trừ đi 4C thì bạn còn 2C. 2C thì bạn điền vào đây. 1C2, 1C2. Xong xuôi. Hợp lý chưa? Tách ở đây nhá, phản ứng thủy phân ở đây này. Thủy phân ở đây này. Thủy phân ở đây này. Được chưa? Sản phẩm thu được cho bạn là gì? Thôi, hai cái sản phẩm này, à thôi anh cứ viết luôn cho bạn nha. Không nhiều bạn lại không hình dung được này. HCONA là cái muối đầu tiên. Cái muối số 2 của bạn là gì? À tôi viết alcohol trước nha. CH3OH. Cái muối còn lại của bạn đó chính là một cái muối tạp chất OHCH2COONA. Đơn giản chưa? Easy không ạ? Chả easy quá đúng không? Đây là X, đây là Y, còn đây là gì ạ? Đây là Z ạ. Vậy thì bây giờ các bạn để ý này, X của bạn nhá, X của bạn là muối, khi mà nó cộng với HCl sẽ thu được cho bạn T, đó chính là AZHCOH thôi. Đây chính là T. Được chưa? Phát biểu nhận định các phát biểu đúng sai nào. Nhận định phát biểu đúng sai nhá. Câu sơ đồ chuyển hóa này bình thường đúng không ạ? Đây nhá, nhận định phát biểu đúng sai luôn cho bạn nhá. Bạn nào mà chưa follow kênh thầy thì nhớ follow nhá. Bạn nào chưa vào group ở trên phở bò thì bạn vào group ạ. Các bạn search trên phở bò ấy, lò luyện thi hóa, các bạn sẽ vào group và bạn có thể lấy đề, nhận thông báo lịch live các kiểu ở trên đấy ha. Để đấy nhá. Nhắc để bạn nào mới vô tình lướt qua cái kênh TikTok này, anh sẽ live cho bạn rất thường xuyên, mỗi tuần sẽ live cho bạn khoảng tầm 3 4 buổi gì đó, tổng ôn các kiểu cho bạn. Tương đối là nhiều đấy, không ít đâu. Chưa? Dạng này cũng là một dạng vận dụng cao ấy nhá. Rồi thử nào. Ý A của bạn này, chất Z của bạn là hợp chất hữu cơ tạp chất chuẩn đúng không ạ? Z của bạn đây này, thấy OH không ạ? Chất của alcohol ở đây là gì ạ? Đây chi, CO đây chi. Đấy, ester đúng không ạ? Đây muối nhá. Tạp chất là quá chuẩn rồi, hai chất khác nhau mà. Chất F của bạn là ester của glycerol và carboxylic acid. Chất F của bạn là gì ạ? Không phải, không liên quan glycerol nào ở đây cả. Từ chất Y này có thể điều chế trực tiếp cho bạn là CH3COH. Y của bạn là gì ạ? Có nghĩa là từ CH3OH điều chế thẳng ra là gì nhỉ? Điều chế thẳng ra axit. Có chuẩn đúng không ạ? Chuẩn luôn. Thằng này sẽ cộng với CO các bạn nhé. Khí CO của bạn này ạ. Ý D này, chất T của bạn nhé, dùng để điều chế khí CO trong công nghiệp nào? D đúng hay sai nào? D đúng hay sai nào? À. D đúng hay sai ạ? D đúng hay sai bạn? Có chỗ nào xem lại like không à? Có chứ. Các bạn vào group trên phở bò nhé. Có đấy, có đấy. Ý D đúng hay sai bạn nhỉ? Trời ơi, các học hành buồn quá. Ý đề hôm trước, hôm qua mới giải thích ấy nha. Hôm qua mới gặp ấy nhỉ. Hôm thứ sáu ấy. Hôm thứ sáu mới gặp ý đề đấy. Anh nhắc cho bạn phương trình đấy. Nay mà không trả lời được nữa thì đúng là nước đổ đầu vì nào 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 đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Nước đổ lá khoai à? Thế à? Nước đổ đầu vịt. Nước đổ đá khoai. Không biết gì hết. Ôi trời. Oh, đây. Sao lại không biết được? Trời ơi, hôm trước, hôm qua còn mới dạy cho cách để xác định luôn cơ. Các bạn để ý này. Cái thằng HCOH này này. HCOH nhá. Thầy điều chế CO đúng không? Hôm qua anh còn dạy các bạn là gì ạ? Sản phẩm ví dụ nhá, nếu như các bạn không biết phương trình nó có xảy ra hay không thì bạn để ý này, nếu như nó thoát ra CO thì phần còn lại là gì ạ? Mất CO rồi đúng không? CO mất rồi này. Ở đây còn H và OH. H khi mà kết hợp với OH ấy thì thường là nước được chưa? H với OH mà là H2O thôi, hợp lý không ạ? Ừ, phương trình quá là hợp lý luôn đấy. Thề. Đúng không? Nó chỉ cần tách cái CO ở giữa này ra này. Đấy, tạo ra khí này và nước này, hợp lý chưa? Vậy thì có lại gọi là mình theo phỏng đoán đi, nếu như mình không biết chẳng hạn thì phỏng đoán của mình thì khả năng cũng rất là hợp lý ạ. Đấy. Mình chọn luôn. Còn bạn nào biết rồi thì rõ ràng khoanh luôn được chưa? Đúng nhá. Nhớ HCOH ấy dùng để điều chế khí CO. À. Nhưng mà đây là trong phòng. Cạn biết gì không? Các bạn biết. Cạn biết gì không? Nó lại vẫn sai. Nó sai nhá.
Nó cũng giống câu hôm qua rồi nhưng mà nó cũng không giống lắm. Thề, nó không giống lắm các bạn. Các bạn biết câu hôm qua là cái gì không? HCOH của bạn nha. Thực ra cái phương pháp này nó điều chế CO thì ok, nhưng mà điều chế ở trong phòng thí nghiệm thôi. Trong công nghiệp thì không các bạn nha. Trong công nghiệp thì sai đấy ạ. Trời ơi. H2SO4 đặc này. Nhớ H2SO4 đặc này và nhiệt độ này. Nghe này. Cái này chỉ dùng trong phòng thí nghiệm thôi nhá. Các bạn hình dung là khi mà trong phòng thí nghiệm ấy, mình thường thì mình sẽ điều chế theo kiểu là gì ạ? Một là nó nguyên chất và hai ấy, sản xuất thì nó sẽ không được nhiều. Còn trong công nghiệp ấy thì người ta sẽ yêu cầu một cái số lượng lớn. Hiểu chưa? Trong công nghiệp thì người ta sẽ yêu cầu một số lượng lớn cho nên người ta không dùng phương pháp này đâu. Ok. Hay cái nhỏ. Câu này hay ạ. Xít thì toàn. Xít thì toàn. Đúng chưa? À, thế sai vẫn chuẩn đấy chứ nhỉ? Ý E nhá. Hai chất E và F của bạn có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Đúng ạ. Cái này thì lại dễ quá. Cái này các bạn sẽ thấy là gì? Đây, HCO đằng trước này tráng bạc rõ đúng không ạ? Đó. HCO đằng trước tráng bạc rõ. 1, 2, 3 thôi nhá. 3 phát biểu đúng rồi nhá. Được chưa? Điền 3 vào. Lừa thôi à? Hay mà. Được chưa? Các bạn phải để ý từng câu từng chữ một đấy nhá. Rất nhiều cái người ta hay hỏi các bạn là gì ạ? Mặc dù phản ứng điều chế ra đấy, tuy nhiên người ta hỏi các bạn là gì? Trong công nghiệp nó sẽ khác, trong phòng thí nghiệm nó sẽ khác. Về từ tìm hiểu xem. Nó sẽ khác nhau như nào? Cách khác nhau, cách hiểu rất đơn giản thôi, bạn hiểu như này này, trong phòng thí nghiệm ấy, thường thì người ta sẽ phải sử dụng làm sao cho nó nguyên chất nhất có thể. Và thứ hai ấy, người ta không cần điều chế một cái khối lượng lớn. Người ta làm thí nghiệm những cái ống thí nghiệm rất là nhỏ, người ta chỉ cần một lượng vừa phải thôi. Còn trong công nghiệp thì sao ạ? Người ta gọi là sản xuất đại trà. Có nghĩa là sản xuất một cái lượng cực kỳ lớn luôn, vài tấn kiểu kiểu thế. Đấy. Cho nên người ta không thể dùng những phương pháp như này được. Ok, đó câu hỏi số 1, câu hỏi số 2 nào. Câu hỏi số 2 các bạn sẽ có là gì ạ? Ở đây có 20 g maltose thủy phân trong trường axit. Sau phản ứng các bạn thu được là gì ạ? Sản phẩm thì gồm glucose và một lượng nhỏ sản phẩm phụ này. Nếu tỷ lệ sản phẩm chính glucose chiếm 95% khối lượng thu được. Ok. Maltose của bạn đó chính là C12H22 và O11 đúng không? Thằng này khi mà thủy phân ấy, khi mà thủy phân thì nó sẽ tạo cho bạn là cái gì nhỉ? Tạo ra glu và fructose thôi. Glu cộng với fructose ạ. Được chưa? Glu cộng fructose ạ. Glu cộng fructose ạ. Được chưa nhỉ? Thì bạn sẽ tính này, đầu tiên bạn tính số mol rồi sau đó các bạn đi tính glu thôi. Mà bạn biết để ý là gì ạ? Tỷ lệ sản phẩm chính glucose. À đâu, đây là man mà nhỉ? Đây là man các bạn ơi. Man thì phải tạo ra là 2 glu nhá. Man thì phải tạo ra 2 glu ạ. 95% khối lượng thu được đây. Anh chỉ các bạn cách làm này. Đầu tiên bạn lấy 20 bạn chia cho phần số phân tử khối nhá, 342 các bạn ra số mol được chưa? Sau đó bạn nhân đôi đây này, 20 nhân 2 này chia cho là gì ạ? 342 các bạn sẽ được là số mol của glucose. Từ đây bạn sẽ suy ra M của nó này, M của nó này. Lấy 20 là gì ạ? Chia 2 này, nhân 2 chứ quên, nhân 2 nhân 2. Nhân 2. Sau đó bạn mới chia là gì ạ? Phân tử khối là 342 các bạn được số mol nhá. Nhân với phân tử khối của nó là 180 này. Và bạn thấy là gì ạ? Sản phẩm chính ở đây chỉ chiếm 95% thôi, nhân 95% ạ. Thế là xong ạ. Thế là xong đi chưa? Đơn giản chưa? Các bạn tự nhân giúp thầy nhé, tự nhân nhé. Này tự nhân đi. Thầy viết cho cách làm đó thôi. Nhá. Lấy số mol, các bạn nhân phân tử khối thì bạn ra khối lượng. Lấy khối lượng bạn nhân với phần trăm của nó thôi. Được chưa? Glu(x)2 đúng không ạ? Chuẩn rồi em. Em để ý này, cái thằng maltose nhá, thằng maltose nó được cấu tạo bởi hai gốc alpha của glucose liên kết với nhau. Vậy thì khi mà nó cấu tạo bởi hai gốc alpha liên kết với nhau thì khi mà nó thủy phân ấy thì nó sẽ tạo ra hai glu. Còn xác thì sao ạ? Xác thì là alpha glu và beta fructose. Dẫn đến là xác thủy phân thì tạo ra glu và fructose ạ. Được chưa? Câu hỏi số 3 này, dạng câu hỏi số 3 này cũng là một dạng rất là hay này. Hôm trước mới sửa cho bạn vài câu về amino acid rồi đúng không? Ở đây bạn để ý là một hỗn hợp X của bạn có amino acid Y, được chưa? Thằng này có một chức của amino và một chức của carboxin. Ở đây có 0,03 mol glutamic acid. 0,03 mol glutamic acid cho X tác dụng với đây là gì? HCl nhá. Sau phản ứng thu được Z, cho Z tác dụng với là gì ạ? NaOH này. Đấy, tác dụng với KOH này. Đấy. Và thu được là gì ạ? Ở đây các bạn sẽ có một cái lượng chất tan như sau. Đó. Phân tử khối của Y, con này rất là hay nhá. Bạn nào làm được câu này chưa? Tin chắc là câu này cũng không đơn giản đâu. Câu này khả năng chưa ông nào làm được. Đúng không? Đã ông nào làm được câu này chưa? Cách làm thì nó rất đơn giản như sau. Nghe này, nghe này. Bài toán của bạn đây là gì ạ? Bài toán này có công thức tính nhanh nhá. Đầu tiên người ta cho bạn là amino acid cộng với là gì ạ? Cộng với HCl. Thu được cho bạn là X. Giai đoạn số 2 thì người ta lại cho X tác dụng với 3 giờ. 3 giờ nhá. 3 giờ đi nhá. Tại vì ở đây các bạn có 2 3 giờ lận.
Thế anh cứ xem đây là base đi. Được chưa? Thu được sản phẩm là muối. Ngoài muối ra các bạn sẽ có nước. Được chưa? Với những bài toán như này này, thì bạn phải áp dụng công thức đầu tiên cho anh là gì biết không ạ? Công thức đầu tiên của bạn đó chính là số mol của bazơ, số mol OH trừ ấy. Nó chính là bằng số mol của COH cộng với số mol của HCl, số mol của H cộng. Được chưa? Nhìn này, tổng số mol NaOH với nhựa 0,05 cộng 0,12, à 0,07 chứ nhỉ, là 0,12. Nó sẽ là bằng gì? Số mol của COH. Giả sử amino acid của bạn đây là amon đi. Amon đi. Thì thằng này có một chức của acid đúng không? Một chức của acid ở đây sẽ có A này, cộng với này. Ở đây là glutamic acid. Glutamic acid thì có hai chức của COH, 2 nhân 0,003 cộng với H cộng trong HCl là 0,04 á. Từ đấy bạn sẽ suy ra được ngay giá trị của gì nhỉ? Số mol của gì? Của cái thằng đầu tiên amino acid. 0,12 mà trừ đi cái đống này bao nhiêu? 6 mà 10 còn 0,02 à các bạn. Chuẩn chưa? Mol. Nhá. Đấy, đầu tiên bạn phải biết được cái công thức này. Đầu tiên các bạn phải biết xử lý được cái bài toán này. Được chưa nhỉ? Bạn sẽ có số mol của Y chính là bằng 0,02. Phương trình số 2 các bạn làm gì ạ? Phương trình số 2 cực kỳ dễ luôn. Phương trình số 2 đó chính là bảo toàn khối lượng nhé. Bảo toàn khối lượng. Nghe này. Các bạn sẽ có là gì? Bây giờ các bạn sẽ lấy là khối lượng của X cộng khối lượng HCl cộng số lượng của NaOH thì sẽ là bằng muối và nước. Vậy thì đây mình sẽ có là gì? 0,02 nhân phân tử khối của Y cộng với là gì ạ? 0,03 nhân glutamic là 147 ạ. Cộng với là gì? Acid HCl đúng không? 0,04 nhân 36,5. Tiếp tục là gì nhỉ? Cộng với base. Ôi nhiều quá các bạn ơi. 0,05 nhân 40. Đáng ra cái này anh chỉ bấm thôi thì anh cho bạn đáp số thôi nhỉ. Viết ra hơi dài. Thôi viết ra cho bạn hiểu nhá. Viết ra cho bạn hiểu. Tại sao lại có các tại sao lại tính ra như vậy ha? Đây, cộng với nước. Thì bạn lưu ý một điều này, số mol nước thì chính là số mol của OH trừ hoặc là số mol của acid thôi. Ở đây chính là bằng 0,12 nhân với 18. Đấy, ngay lập tức thì bạn sẽ tính ra được là gì ạ? Phân tử khối của Y nhá. Bạn đi bài toán này. Đây cũng là một bài toán vận dụng mà vận dụng liên quan đến cái chương số 3 amino acid của bạn ấy. Nhá. Giải này cũng rất là hay. Giải này rất là hay. Thấy chưa? Đấy, đầu tiên phải để ý cái bài toán này, giúp bạn sẽ tính ra được số mol của amino acid. Cái số 2 thì bạn phải biết bảo toàn khối lượng. Được chưa? Bảo toàn khối lượng. Tại sao lại có công thức trên nữa hả? Nghe này, tại sao lại có công thức trên rất dễ này. Em nhìn nhá. Phân tích cho bạn này. Ban đầu là em cho amino acid nhá. Cộng với HCl đúng không? Thu được X đúng không? Sau đó nhá, em cho X cộng với 3 giờ. Ôi, sorry các bạn. X cộng 3 giờ đúng không? Thì em hiểu như này này. Khi mà X tác dụng 3 giờ, X là nó được tạo bởi hai thằng này. Vậy thì X tác dụng 3 giờ chả khác gì hai thằng này phản ứng 3 giờ. Hiểu hiểu như thế. X tác dụng 3 giờ chả khác gì hai thằng này phản ứng 3 giờ. Thế cho nên ở đây nhá, mình sẽ xem như là amino acid phản ứng với 3 giờ. HCl phản ứng với 3 giờ. Dẫn đến em sẽ có là gì ạ? 3 giờ đúng không? Là OH trừ đúng không? Vậy thì anh hỏi em ấy, tại sao OH trừ lại phản ứng với acid ạ? Đó là do nhóm chức COH. Tại sao OH trừ ở đây 3 giờ ở đây lại phản ứng HCl là do H cộng. Đó là lý do bạn có cái công thức này. Đó là lý do bạn có công thức này. Được chưa? Hiểu không? Bạn hình dung là người ta dùng sản phẩm cho vào dung dịch bay, tuy nhiên cái sản phẩm này nó được tạo bởi amino acid và HCl. Vậy thì bây giờ mình thay vì mình xem sản phẩm đi thì mình xem cái thằng ban đầu đi, amino acid và HCl đi. Đó. Thì bạn hình dung là gì ạ? Tại sao amino acid phản ứng với 3 giờ ạ? Đó chính là do cái nhóm chức acid. Và tại sao acid HCl phản ứng 3 giờ? Đó chính là do H cộng. Đó, các bạn sẽ có một cái công thức tính nhanh như thế thôi. Bài toán này dễ mà. Bài toán này các bạn phải biết cách áp dụng công thức này. Chứ còn không nhá. Không, thực ra các bạn ngồi các bạn viết ra từng chất một thì các bạn cũng xác định được thôi, nhưng mà nó hơi mất thời gian. Thay vì đấy thì gì nhỉ? Suy luận được công thức này thì mỗi lần các bạn gặp cái bài toán này các bạn áp dụng luôn thì nó cũng được, nó đỡ đi bạn một chút. Được chưa? Nó sẽ có một bài toán ngược lại nữa cơ. Đấy, bài toán ngược lại. Nó có một bài toán ngược lại và công thức nó sẽ hơi khác đi một chút. Bấm cho bạn xem nha, đáp án câu này là gì nhá. 11,69 nào cộng 0,12 nhân 18 nào trừ đi 40, 0,07 nhân 56 trừ đi 0,03 nhân 147 6,5 chia 0,02 103. Ảo à, thế nhờ à? Ảo mà Canada mà các bạn. Được chưa? Easy không ạ?
Sang câu hỏi số 4 nhá. Câu hỏi số 4 ở đây các bạn sẽ có là gì? Các bạn sẽ có một cái peptide. Đúng không ạ? Một cái peptide người ta cho bạn này. Thủy phân thì thu được cho bạn là gì ạ? Amino acid. À hỗn hợp các dipeptide. Các lưu ý một điều, dipeptide thì sẽ có dạng là gì ạ? Hai gốc liên kết với nhau. Hai gốc liên kết với nhau. Thì bạn để ý này, A và B khi mà nó thủy phân ấy, thì nó sẽ cần một nước. Đúng chưa? Tạo ra các amino acid. Amino acid. Vậy thì ngay lập tức các bạn làm gì ạ? Làm gì nhỉ? Làm gì ở đây? Làm gì? Có 3 thằng mà các bạn biết 2 thằng rồi các bạn làm gì? Các bạn làm gì ạ? Lấy bảo toàn khối lượng thôi, 31,12 trừ đi 27,52 các bạn sẽ ra được là nước đúng không? Sau khi bạn có khối lượng nước 3,6 chia cho 18, đây, ngay lập tức bấm luôn số mol của nước là bằng 0,2 mol. Biết cách tính số mol chưa? Tính bằng cách bảo toàn khối lượng. Sau đó này các bạn để ý này, người ta cho cái thằng X này có nghĩa là cho amino acid tác dụng với gì ạ? Tác dụng HCl. Đó, tác dụng HCl. Thì bạn lưu ý một điều một lần, bây giờ mình sẽ có amino acid cộng HCl. Cộng HCl thu được gì các bạn nhỉ? Thu được muối ạ. Ok. Amino acid thì mình có chưa? 31, phẩy mấy ạ? Phẩy 12 rồi. Để yêu cầu bạn tính muối ạ. Làm sao tính muối ạ? Mình vẫn tư duy theo cái hướng nhá. Các bạn cứ tư duy theo hướng là bảo toàn khối lượng ạ. Các bạn cứ tư duy theo hướng bảo toàn khối lượng. Có nghĩa là bây giờ muốn tính muối đúng không? Mình phải lấy amino acid cộng HCl. Amino acid có rồi, làm sao để mình tìm ra được HCl? Thế là xong. Được chưa? Thì làm sao tìm ra HCl là xong. Đúng chưa? Thì đây các bạn để ý một điều này, số mol của nước ở đây nhá, chính là bằng số mol của peptide. Các bạn biết lý do tại sao không ạ? Tại vì đây là dipeptide. Dipeptide ấy, thì nó chỉ cần một nước thôi, dẫn đến số mol của hai thằng này bằng nhau. Đấy, các bạn hình dung là gì ạ? Dipeptide ở đây thì nó sẽ có hai nhóm chức của amino. Vậy thì dẫn đến là gì ạ? Số mol của amino ấy, số mol của nitơ bằng bao nhiêu ạ? 0,2 nhân 2. Chuẩn chưa? Tại vì trong dipeptide sẽ có hai chức của amino. Hai nitơ đấy các bạn. Thì nó sẽ ở đây là 0,2 nhân 2. Mà các bạn hình dung là bao nhiêu mol nitơ sẽ là phản ứng với bấy nhiêu mol HCl. Nhá. Bao nhiêu mol nitơ sẽ phản ứng với bấy nhiêu mol HCl. Được chưa? Và ngay lập tức các bạn cũng sẽ có một phương trình về bảo toàn khối lượng. Lấy amino acid này cộng với HCl. 45 phẩy mấy ạ? 45,72 gam nhá. Được chưa? Ok chưa? Thầy chỉ em khi nào thì bảo toàn khối lượng nha. Khi nào người ta hỏi em khối lượng các kiểu liên quan nhá, các bạn hình dung này. Bạn để ý này. Khi ví dụ nhá, người ta cho bạn một cái phương trình là gì ạ? A, B tạo ra C, D, E chẳng hạn. Nếu như các bạn thường nhá, nếu bạn có rất là nhiều dữ kiện, ví dụ ở đây người ta cho bạn khối lượng rồi này, đã biết nhá. Ở đây các bạn lại biết số mol. Ở đây các bạn cũng biết số mol kiểu kiểu vậy thì khả năng rất cao mình có thể sử dụng bảo toàn khối lượng được. Đấy, thường người ta sẽ cho bốn thằng. Được chưa? Ví dụ ở đây nhá, M1 M2, M3 gần như là biết hết rồi, ngay lập tức bạn tính được là cái thằng E kiểu kiểu vậy. Rất hay dùng bảo toàn khối lượng. Hoặc người ta yêu cầu bạn này đi tính M muối đúng không? Muốn tính M muối đúng không? Các bạn cứ bảo toàn khối lượng thôi, đấy. Hoặc là ví dụ như cái phương trình đầu tiên này, A cộng B thì tạo ra C. Trong đó thì A thì biết rồi nè. C thì cũng biết rồi nè, thì chả bảo toàn khối lượng tính B thì là các bạn làm gì? Đúng chưa? Hiểu không ạ? Bạn thấy câu này hợp lý chưa? Còn số 4 nào đấy chưa? Mấy câu này các bạn không biết cách làm thì các bạn ngồi nhắc còn lâu mới ra được đấy. Dễ đúng không? Hay chứ? Các bạn thấy hay không ạ? Em ok à? Hai dòng cuối bài trên em chưa thấm á. Hai dòng cuối nào em? Hai dòng cuối bài trên em chưa thấm thì em phải xem lại xem lại gì nhỉ? Xem lại buổi hôm trước. Buổi hôm trước nữa ấy. Anh có like, anh có sửa. Cũng có rồi đấy ạ. Dễ mà. Số 4 xong chưa? Xem lại bộ nhớ à? Tràn bộ nhớ rồi. Thầy lai 24 rồi, thầy lai 24 mấy ạ? Sao nhớ được mỗi thứ hai thứ tư rồi thầy? Thứ hai thứ tư thứ sáu chủ nhật. Ồ. Lai có phát lại nhá. Phát lại gì nhỉ? Ủa, hình như bảo phát lại như cũng bị ban đi. Nên chứ nhỉ? Record đi. Có record các bạn nhé. Record. Các bạn vào group trên phở bò ấy. Có record đấy. Công nước uống mãi không hết à hả? công nước uống mãi không hết. Hiểu câu này chưa? Hiểu câu hỏi số 4 chưa? Để cho các bạn. Nói lại bạn một chút nhé. Đầu tiên bạn cho amino acid này. À quên, cho peptide.
thủy phân trong môi trường axit thu được amino acid ngay lập tức bảo toàn khối lượng tính nước. Có nước các bạn sẽ có số mol peptide, có số mol peptide các bạn sẽ tính ra được số mol của gì ạ? Số mol của nitơ. Đấy, số mol của nitơ. Tại vì ở đây là gì ạ? Là dipeptide nó có hai gốc, dẫn đến đây các bạn sẽ lấy 0,2 nhân đôi. Khi bạn biết số mol của thằng này, các bạn sẽ suy được là số mol của HCl. Đó. Yêu cầu tính muối đúng không? Lấy amino acid cộng HCl. Ngay lập tức có luôn đáp án ạ. Ngay lập tức có luôn đáp án ạ. Nhá. Ok. Xong xuôi nhá. Câu tiếp theo nhá. Câu hỏi số 5. Ui ôi. Dài thế. Câu hỏi số 5 nhá. Câu mấy câu này, mấy câu thực tế này rất là dễ luôn này. Câu này ông nào làm chưa nào? Comment đáp án xem nào. Mấy câu thực tế như này đề dài thôi chứ còn làm siêu dễ. Các bạn nhìn vào đây giúp anh ạ. Quá trình này các bạn hình dung cái quá trình này nó sẽ sinh ra cho bạn là gì? Đây, bạn nhìn nhá. Nhìn phương trình này giúp anh ạ. Đấy. Ở đây có nghĩa là gì? Các bạn có một mol glucose. Được chưa? Thì nó sẽ tạo ra cho bạn là hai mol axit lactic đồng thời tỏa ra 150 kJ. Nghe này. Các bạn phải hiểu cái phương trình này nó cho bạn thông tin là gì? Tỷ lệ cân bằng nhá, tỷ lệ cân bằng ở đây là gì ạ? 1:1 đúng không? À 1:2 đúng không? Đồng nghĩa việc là một mol glucose tạo ra hai mol axit lactic và tỏa ra một cái năng lượng đó chính là gì ạ? 150 kJ. Hiểu phương trình như vậy ạ. Tiếp tục này, giả sử một người chạy bộ 1 giờ thì người ta tiêu tốn hết 300.000 calo. Được chưa? 300.000 calo. Vậy thì đây các bạn biết là rằng biết rằng cơ thể chỉ cung cấp đủ 98% năng lượng đó nhờ oxy. Được chưa? Năng lượng còn lại nhờ vào quá trình chuyển hóa glucose thành axit lactic. Đấy. Tính khối lượng axit lactic tạo thành trong quá trình chuyển hóa. Em chưa? Em nghe cho anh này, tất cả bạn nghe này, tất cả bạn nghe này, câu này giải phát cho bạn hiểu luôn này. Nghe nhá. Các hiểu như này. Các hiểu như này. Các hiểu như này nhá. Là gì nhỉ? Đây đây đây, viết lại cho bạn phương trình cái đã. C6 này. H12O6 đúng không? Các bạn để ý phương trình ạ. Đấy, một mol glu thì tạo ra cho bạn là hai mol gì nhỉ? Axit lactic. Đồng thời tỏa ra cho bạn là gì ạ? Cung cấp cho bạn 150 kJ thì bạn hiểu như này nhá. Có nghĩa là trong quá trình mà các bạn chạy bộ ấy ạ. Đúng không? Trong quá trình bạn chạy bộ thì nó sẽ tiêu tốn năng lượng, nó đốt cháy calo đúng không ạ? Thì bạn hình dung là sao ạ? Tại sao bạn lại có calo để mà đốt cháy? Tại sao bạn có thể tiêu thụ được? Thì đó chính là gì ạ? Do năng lượng trong cơ thể bạn là một phần và cái số 2 là do cái quá trình hô hấp. Được chưa? Trong cái quá trình hô hấp ấy thì mình hiểu như này này. Trong cái quá trình hô hấp này này thì oxy sẽ cung cấp cho bạn là 98%. Vậy thì 2% còn lại đúng không ạ? Tổng thì là 100%. Oxy cung cấp là 98% rồi. Vậy thì 2% còn lại chính là do là gì ạ? Glucose chuyển hóa thành axit lactic. Hiểu chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ dựa vào hai cái phần trăm còn lại này, mình sẽ tính xem là khối lượng axit lactic ở đây là bằng bao nhiêu nhá. Cách làm như sau này. Ở đây bạn nhìn này, trong 1 giờ người ta tiêu tốn hết 300.000 calo đúng không? Mình sẽ lấy là 300.000 đúng không ạ? 300.000 này. 1 calo ấy thì là bằng 4,1858 J nhân với lại gì ạ? 4,1858 thì bạn đã đổi sang gì ạ? Sang J rồi. Đúng chưa? Mà bạn biết một điều là gì ạ? Đây là tổng năng lượng này. Quá trình glucose chuyển hóa thành axit lactic nó chỉ cung cấp cho bạn là 2% thôi. Tiếp tục nhân 2% vào. Đấy chưa? Tiếp tục nhân 2% vào. Thì đây là toàn bộ cái năng lượng nó cung cấp bởi gì ạ? Cái quá trình này đây. Đấy bạn bê hết vào đây này. Bê hết vào đây này. Đấy. Bê hết vào đây. Đặt xuống đây giúp anh ạ. Đặt xuống đây giúp anh ạ. Thế là xong rồi ạ. Và bây giờ bạn sẽ có là gì? Nếu như ở đây các bạn có 2 mol nhá. Nhìn này. Nếu ở đây các bạn có 2 mol này thì nó tỏa ra cho bạn là gì ạ? Cung cấp cho bạn là 150.000 kJ. Vậy thì đây các bạn có một cái lượng joule như thế này thì ngay lập tức các bạn nhân chéo chia ngang thôi thì bạn sẽ ra được số mol của axit lactic nhá. Nhân chéo chia ngang giống như việc các bạn xác định số mol vậy. 300.000 nhá nhân với 4,1858 này nhân 2% này nhân 2 và chia cho 150.000. Không phải mấy ạ? 0,334 các bạn nhân với gì? Nhân với phân tử khối xem nào. Nhân với 12 nhân 3 cộng 6 cộng 10 6 nhân 3. Ở đây bạn sẽ được là 30,14 gam. Ok chưa? Đấy, con dòng cho mày. Đúng ạ. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là trong cái quá trình các bạn chạy bộ ấy thì nó sẽ đốt cháy calo đúng không? Thì bạn hình dung là tại sao nó có calo để mà đốt cháy ạ? Nó sẽ có hai loại. Nó sẽ có hai loại. Một là gì ạ? Quá trình hô hấp oxy của bạn để cho trao đổi năng lượng hô hấp đúng không?
Hô hấp, các bạn lưu ý một điều là cái quá trình hô hấp ấy, nó hấp thụ oxy ấy, thì nó chiếm đến tận 98%, một hàm lượng rất là lớn. Còn riêng cái quá trình glucose chuyển hóa thành axit lactic ấy, thì nó chỉ cung cấp cho bạn là 2% thôi. Thế cho nên là khi bạn tính ra được cái tổng năng lượng ấy, đây này, toàn bộ thằng này này là tổng năng lượng trong suốt quá trình các bạn chạy. Tuy nhiên, glucose tạo ra axit lactic chỉ cung cấp 2% thôi, nhân 2% vào, được chưa? Thì bạn sẽ ra được là gì ạ? Năng lượng thôi. Và bạn nhân chéo trường ngang giống việc các bạn tính số mol vậy. Các bạn sẽ ra số mol của gì? Số mol của axit lactic. Và bạn sẽ có ngay khối lượng của nó bằng cách lấy số mol nhân phân tử khối. Hiểu chứ? Hiểu chứ? Những câu bài toán thực tế nha, thường đề rất là dài. Khi bạn đọc đề, các bạn phải biết cách sâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau. Xem người ta cho bạn cái gì và yêu cầu bạn tính cái gì. Được chưa? Viết kiểu kiểu viết xác định sơ đồ mà sơ đồ cây, sơ đồ phản ứng ấy. Và xác định sơ đồ phản ứng thôi. Để cho ra câu hỏi số 5 nhá, câu cuối nhá, câu hỏi số 6 nhá. Xong xuôi rồi đúng không? Câu hỏi số 6 này, câu này cũng rất là dễ thôi. Câu hỏi số 6 ở đây các bạn sẽ có là 0,54 mol gồm gì ạ? Chất béo và một axit tác dụng vừa đủ với 1,26 mol KH, thì để ý giúp anh ạ. Nhân với cái nào anh? Ơ trời ơi. Sao lại nhân với cái nào em? Người ta yêu cầu em là tính axit lactic đúng không? Là thằng này, đây chính là axit lactic này. Ôi trời ơi. Chưa biết axit lactic là gì à? Ừ. Không biết axit lactic à hả? Biết axit lactic không? Đây này. Đây chính là công thức phân tử của axit lactic và đây là, à quên, đây là công thức cấu tạo. Công thức cấu tạo. Còn phía trên này là công thức phân tử của axit lactic. Khi em tính được số mol, em nhân phân tử khối, em sẽ ra được khối lượng axit lactic. Câu hỏi số 6 nào, câu hỏi số 6 là một câu hỏi về chất béo nhé. Câu này cũng tương đối là hay này. Câu này các bạn lưu ý một điều này. Ở đây bạn sẽ có là gì ạ? Chất béo có tổng số mol là 0,54, đề cho rồi. Tiếp theo phản ứng với KOH thì đây các bạn sẽ có là 1,26 mol KOH. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy thì đây bạn sẽ có là gì? Bây giờ bạn sẽ đặt này, đặt thằng này là A mol, đặt thằng này là B mol đi. Thì phương trình đầu tiên bạn sẽ có là tổng số mol chính là bằng 0,54. Đúng không? Đề cho mà. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Tiếp theo này, chất béo của bạn là sao ạ? Chất béo thì phản ứng với 3 KH, lý do vì nó có 3 chức, 3A. Cộng với gì nhỉ? Axit ở đây là gì ạ? Axit béo chắc chắn phản ứng với 1 KH rồi. Đây sẽ là bằng 1,26. Ngay lập tức giải hệ phương trình nào. A sẽ bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu nào? 1 bằng 0,54 này. 3, 1, 1,26 này. Ở đây bạn sẽ có là 0,36 mol là cái thằng A. Và cái thằng phía dưới bạn sẽ có là 0,18. Thì bạn nhìn này. Sau phản ứng ấy, các bạn sẽ thu được một cái muối, đó chính là cái muối của ster và một cái muối của ole. Mặt khác này, 0,54 mol E tác dụng vừa đủ với 0,54 mol brom. Cái này là cái quan trọng này. Phải hiểu được cái này này. Đấy, thì bạn mới xác định được này. Phải hiểu được cái này này. Các bạn sẽ có nhá. Ở đây bạn sẽ có là gì ạ? Số pi ấy, số pi trung bình ấy, các bạn sẽ lấy là số mol của brom. Các bạn chia số mol của hợp chất, số mol của E. Ở đây bạn sẽ có là 0,54 chia 0,54 là bằng 1 đúng không? 1 pi đúng không? Cái này là pi tự do nhé, các bạn phải viết rõ ra là pi tự do. Chính là cái pi mà có khả năng cộng được với là gì ạ? Brom ấy ạ. Đấy, pi tự do là những cái pi mà có khả năng tham gia phản ứng cộng nhá. Được chưa? Bằng 1. Đồng nghĩa việc là gì ạ? Đồng nghĩa việc là trong E của bạn nhá, nó sẽ có số pi tự do trung bình bằng 1. Trong này thì bạn có hai chất, chất béo và axit đúng không? Thì bây giờ chất béo của bạn sẽ có 1 pi tự do. Và axit của bạn sẽ có là gì ạ? Axit cũng có 1 pi tự do luôn. 1 pi tự do luôn. Vậy thì xác định luôn này, chất béo mà có 1 pi tự do, axit mà có 1 pi tự do thì công thức của nó là gì? Công thức của nó là gì? Muốn xác định công thức thì bạn phải nhớ, các bạn có nhớ cái điều này không nhỉ? Trong tất cả các amino, à quên, các gì nhỉ? Các chất béo bạn gặp ấy, các axit ấy, thì đây các bạn để ý này, ster này, ole này và lino này, để ý nhá. Thông thường thì anh em thấy các bạn chỉ nhớ số pi thôi. Cái này là tổng pi nhá. Tổng pi này. Tuy nhiên học với anh ấy thì anh nhắc các bạn là gì ạ? Một cái nữa đó chính là pi tự do. Pi tự do. Pi tự do. Thì bạn lưu ý một điều nhá, tổng pi trong ban ấy thì là 1, ster thì là 1, thằng này thì là 2, thằng này là 3. Tuy nhiên pi tự do thì sao ạ? Riêng cái thằng ban nó không hề có pi tự do. Ster nó cũng không hề có pi tự do, ole thì có 1 và lino có 2. Ở đây bạn điền lên này, thằng này không hề có pi tự do, thằng này thì có 1 ạ. Vậy thì bạn lưu ý một điều, chất béo nó có 3 gốc. Chất béo nó có 3 gốc. Vậy thì bạn phải thiết kế làm sao cho nó có gì ạ?
nó có một pi tự do ạ. Làm sao ạ? Chắc chắn rồi, nó sẽ là hai góc của stair và một góc của ô lê thôi, đúng chưa? Hai góc stair thì không hề có pi nào, một góc của ô lê thì có một pi, đúng không ạ? Còn axis béo thì chỉ có một pi tự do thì chọn luôn là gì ạ? Oleic axis. Thì đây chính là công thức của bạn. Người ta yêu cầu bạn tính cái gì nhỉ? Tính phần trăm khối lượng của x à? Thằng này sẽ là 0,36 mol rồi. Thầy là 0,18, thay vào tính phần trăm đi nhá. Thay vào tính phần trăm rồi. Lấy 0,36 nhá. Cái này các bạn phải nhớ phân tử khối này, tính toán mới nhanh được này. 283 nhân đôi cộng 281 cộng 41 này, chia cho answer cộng với 0,18 nhân với 100. Nhân 100 bao nhiêu bạn nhỉ? Bạn đợi thầy chút nhá. Suýt nữa thì bị tắt like. Đây 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 đây. 0,18 nhân với mấy ạ? Oleic acid của bạn là 282 nhá, 282. Đấy, bạn sẽ ra được phần trăm là bằng 86,3% đi. Làm tròn thôi. 86,3. Ok. Được chưa? Hiểu câu chất béo này chưa? Hôm nay cái phần tự luận này đa số các câu anh thấy là hay đấy. Phần tự luận này đa số các câu hay phết. Nó không hề dễ, đúng không? Nó cũng hơi hơi phức tạp một chút. Phần câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn này. Từ đó là hay. Nó hơi vận dụng một chút thì làm nó hay hơn. Chứ đôi khi các bạn soạn đề thì bạn gọi là 18 câu đầu tiên ấy, mấy câu trắc nghiệm ấy thì chủ yếu là cho dễ dễ chút. Phần sau này khó khó tự luận xíu làm cho nó vui. Sao có 0,36 với 0,18 vậy thầy ơi? Đi hỏi nhá, đi hỏi thầy cô dạy toán nhá. Em có thấy anh viết cho em hai cái phương trình đấy không? Có thấy viết cho em hai cái phương trình a cộng b 0,54 với ba cộng b 1,26 không? Lấy máy tính ra, giải phương trình hai ẩn, các bạn sẽ có ngay giá trị của a bằng 0,36 và b bằng 0,18, đúng chưa? Đấy, sau đó biện luận nhá. Đoạn này biện luận pi rất là hay này. Đoạn này biện luận nhá. Đấy, biện luận. Đấy, các bạn mới xác định là gì ạ? Sau khi bạn biện luận thì bạn xác định là trong chất béo là có một pi tự do và trong axit béo thì có một pi tự do, chuẩn không? Đấy, thì mình sẽ phân tích này, ste thì không hề có pi tự do nào, hai góc sở te và một góc ô lê tổng sẽ có là một pi tự do, nhớ là pi tự do nha, pi tự do nha. Axit axit một mà có một pi tự do thì chắc chắn bạn chọn luôn là oleic, sau đó thay vào tính phần trăm nhé. Ok, thế thôi, bấm ngay học về. Học thế quá nhiều rồi đấy, quá đủ không ạ? Quá đủ cho một buổi tối chủ nhật đấy các bạn. Khả năng thì sang tuần sau nhá. Tuần sau hôm nay là thế là tối mai lại like luôn cho bạn một cái đề số 5 mà các bạn. Hết PN rồi để đến PO. Mấy cái đứa này. Đây, giải thích cho bạn tại sao lại ra 86,3% nhá. Các bạn hình dung này, đây các bạn hỗn hợp của bạn E đúng không? Có hai thằng gồm X và Y. Đấy. Thì bây giờ nhá, em hiểu này. Người ta yêu cầu em là tính phần trăm khối lượng của x trong e. Có nghĩa là gì ạ? Phần trăm em của x trong e. Thì em sẽ lấy gì? Em sẽ lấy m của x, em chia cho m của e. Đó, m x em tính kiểu gì ở đây? X của em đây. Lấy số mol nhân phân tử khối ạ. Còn em tính kiểu gì ạ? E là cả hai thằng này cộng lại với nhau. Thì em ra e. Ok chưa? Hết PN, PO rồi, PE rồi. PVC rồi PVA. Đủ thể loại. Đấy, các bạn 10 bạn câu hỏi vì sao thôi. À, quên mất. Sau này mỗi buổi live các bạn nhớ nhắc thầy tư vấn khoa học nhé. Khoảng tầm thầy dạy khoảng tầm được nửa nửa buổi các bạn phải nhớ nhắc thầy luôn. Quên mất. Đấy, thôi cuối buổi rồi nhưng mà bạn nào quan tâm khoa học bên thầy thì bạn có thể là inbox với thầy nhá. Yên tâm là vào khoa học các bạn sẽ học những cái nó hay ho hơn, nó kỹ hơn, nó gọi là nó vừa sâu và vừa rộng hơn. Đấy. Những cái công thức tính toán như này quá là dễ. Những cái này có hết này. Mấy công thức đâu nhỉ? Bài toán nào ta? Chạy đâu mất rồi đây, mấy cái bài toán công thức các thứ này. Hay là mấy bài toán gì à? Sơ đồ phản ứng này, sơ đồ phản ứng này đấy. Là những câu liên quan vận dụng cao. Đấy. Các bạn sẽ được học hết chưa? Bạn nào quan tâm khóa bạn có thể đăng ký nhé. Đấy, khóa học thì sẽ có bốn giai đoạn thì bạn sẽ học từ bốn giai đoạn thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ có một cái khóa
một cái nội dung để cho bạn dành cho cái nội dung này ấy, thì sẽ dành cho bạn gọi là hơi mất gốc một chút, được chưa? Hơi mất gốc một chút đấy, mất gốc các bạn có thể ôn tập lại. Ngoài ra trong khóa này thì sẽ có hệ thống kiến thức khóa lớp 10, hệ thống kiến thức khóa lớp 11. Tại vì các bạn hiểu một điều là chương trình mới ấy là cái phần trăm hóa lớp 10, lớp 11 cũng rất là cao. Đặc biệt là bạn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ấy, kiến thức lớp 10, lớp 11 cũng nhiều cơ. Thế cho nên là cái phần giai đoạn số 1 tổng ôn này rất nhiều và thầy dạy cũng rất là kỹ nha. Giai đoạn số 2 thì mình sẽ cùng nhau học chương trình lớp 12, học ở mức cơ bản. Đấy, giai đoạn 3 thì sẽ là vận dụng vận dụng cao. Giai đoạn 4 sẽ là tổng ôn luyện đề. Ok. Là một vài nội dung trong khóa. Đăng ký một lần là bạn sẽ học đến khi thi thì thôi. Được chưa? Sắp tới khoảng tầm các bạn đăng ký bây giờ, khả năng hiện tại thì chưa có sách đâu, nhưng mà sang khoảng tầm tháng mấy nhỉ? Tháng 12 gì đấy sẽ có sách cho bạn nhé. Có sách tổng ôn hệ thống cho bạn nhé. Sách đăng ký, sách được tặng kèm khóa học đấy. Ok, thôi. Kết thúc chương trình nhá. Bye bye nhé, và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Bạn nào mà chưa có đề ngày mai sửa ấy, thì bạn vào group ở trên phở bò. Vào đấy lấy đề, lấy tài liệu nhá. Photo làm trước vào tối ngày mai thì anh sẽ sửa cho bạn. Cái đề số 5. Mình sẽ live vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ chủ nhật. Vào thứ chủ nhật nhá. Đấy, 2, 4, 6 chủ nhật vào lúc 21 giờ 30 hả? Vào lúc 21 giờ 30 nhá. Bạn nào trong nhóm VIP thì mình sẽ học vẫn cứ học lịch bình thường thôi. Ok. Tắt đi, tắt đây. Bye bye.